Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài ôn tập giữa học kỳ 2, trang 73 đến trang 79. Tiết 1, tiết 2. Bài 1. Chọn và nêu nội dung của 3 bài trong số các bài dưới đây. Chủ điểm: những sắc màu thiên nhiên. Bài 1: bầu trời. Bài 2: các kiện trời. Bài 3: những cái tên đáng yêu. Bài 4: cây gạo. Bài 5: bầy voi rừng Trường Sơn. Chủ điểm: bài học từ cuộc sống. Bài 1: lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Bài 2: quả hồng của thỏ con. Bài 3: chuyện bên cửa sổ. Bài 4: tay trái và tay phải. Bài 5: ngày như thế nào là đẹp. Có 10 bài, chúng mình chọn và nêu nội dung của 3 bài. Và chúng mình tham khảo cô giáo hướng dẫn chúng mình cả 10 bài, sau đó chúng mình tự nêu lại nội dung của 3 bài. Bài đọc bầu trời nói về những sự vật trên bầu trời, đặc điểm và vai trò của bầu trời. Bài đọc cóc kiện trời kể về hành trình lên thiên đình kiện trời của cóc. Qua bài đọc giải thích lý do vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa. Bài đọc những cái tên đáng yêu kể về những cái tên khác nhau của nấm. Mỗi loài vật lại gọi nấm bằng một cái tên khác nhau. Nấm cảm thấy rất thích thú. Bài đọc cây gạo nói về vẻ đẹp rực rỡ của cây gạo, không khí tưng bừng trên cây gạo khi mùa xuân về, vẻ đẹp trầm tư của cây gạo khi hết mùa hoa. Cây gạo là biểu tượng đẹp của làng quê Việt Nam. Bài đọc bầy voi rừng Trường Sơn cho thấy vẻ đẹp của cảnh vật rừng Trường Sơn và bầy voi, loài vật mang vẻ đẹp khỏe khoắn, thông minh và tình nghĩa. Bài đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục. Muốn xây dựng được đất nước giàu mạnh thì mỗi người dân cần phải mạnh khỏe. Tập thể dục là cách nâng cao sức khỏe. Bài đọc quả hồng của thỏ con là sự quan tâm và giúp đỡ của thỏ con và đàn chim thể hiện qua sự chia sẻ quả hồng trên cây. Nếu dành yêu thương, dành điều tốt đẹp cho người khác, chúng ta cũng sẽ nhận lại được yêu thương cùng những điều tốt đẹp. Bài đọc chuyện bên cửa sổ kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu bé và bầy chim sẻ ở sân thượng. Cậu bé đã không trân trọng những chú sẻ, để rồi vài tuần sau phải ngẩn người tiếc nuối. Bài đọc tay trái và tay phải thể hiện cuộc xích mích nhỏ giữa tay trái và tay phải. Nhờ đó, hai tay nhận ra được tầm quan trọng của nhau. Bài đọc ngày như thế nào là đẹp là những suy nghĩ khác nhau của châu chấu, giun đất, kiến về ngày đẹp là ngày như thế nào. Câu chuyện gửi đến bài học. Ngày đẹp là ngày mỗi người làm được nhiều việc tốt. Chúng mình hãy nêu nội dung của 3 bài trong số những bài ở trên. Chúng mình có thể đọc lại nội dung bài đọc để chúng mình nhớ lại nội dung của bài. Bài 2, đọc một trong những bài trên và trả lời câu hỏi. A. Bài đọc viết về ai
hoặc viết về sự vật gì? B. Em nhớ nhất chi tiết nào trong bài đọc? C. Em học được điều gì từ bài đọc? Ví dụ, bài đọc Cóc Kiện Trời. Bài đọc viết về cóc lên thiên đình kiện trời vì suốt mấy năm dòng trời làm hạn quá lâu. Hạ giới không có một giọt nước. Chỗ này là chữ hạ. Hạ giới tức là giới trần gian. Em nhớ nhất chi tiết cóc sắp xếp vị trí cho các con vật đi cùng nó vì cách sắp xếp này cho thấy cóc rất thông minh. Em học được điều từ bài đọc phải đoàn kết với nhau. Người sống lẽ phải chính nghĩa sẽ luôn là người chiến thắng. Bài 3. Đọc bài thơ dưới đây và thực hiện yêu cầu. Câu A. Từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài thơ Trăng ơi từ đâu đến. Trong bài có rất nhiều từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm. Ví dụ, từ chỉ sự vật là trăng, cánh rừng, quả, nhà, biển, mắt cá, sân chơi, quả bóng, trời. Từ chỉ đặc điểm, hồng, chín, xanh, tròn, vân vân. Trong bài thơ, trăng được so sánh với những gì? Trăng được so sánh với quả chín, mắt cá, quả bóng. C. Em thích hình ảnh so sánh nào nhất? Vì sao? Có bạn thích hình ảnh so sánh trăng hồng như quả chín. Hình ảnh so sánh này có bạn thích nhất vì hình ảnh đã giúp chúng ta hình dung trăng mới mọc, sắc hồng, được so sánh với trái chín, đúng về màu sắc và còn gợi lên cảm giác ngọt mát. Bài 4. Chọn dấu hai chấm hoặc dấu phẩy thay cho ô vuông trong đoạn văn dưới đây. Không sao đếm hết được các loài cá với đủ màu sắc, cá tím bé nhỏ như que diêm màu tím. E. Cá ót mặc áo vàng có sọc đen, cá khoai trong suốt như miếng nước đá, cá song lực lưỡng da đen chuỗi, cá hồng đỏ như lửa theo Vũ Duy Thông. Vậy các vị trí ô vuông này, chỗ nào chúng mình sẽ viết dấu hai chấm, chỗ nào chúng mình sẽ viết dấu phẩy? Chúng mình suy nghĩ. Chúng mình lưu ý, dấu hai chấm dùng để liệt kê, giải thích các sự việc, sự vật. Dấu hai chấm báo hiệu lời đối thoại kết hợp cùng dấu gạch ngang. Dấu hai chấm báo hiệu phía sau có trích dẫn nguyên văn hoặc đại ý. Đó là những trường hợp chúng mình sử dụng dấu hai chấm. Thế còn dấu phẩy thì dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu. Ví dụ giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ vị ngữ. Giữa các từ ngữ có chức vụ giống nhau, giữa một từ ngữ với bộ phận chú thích của nó, giữa các vế của một câu ghép, vân vân. Chúng mình cùng quan sát xem suy nghĩ của chúng mình có giống với bài làm của cô không? Không sao đếm hết được các loài cá với đủ màu sắc. Hai chấm. Cá kim bé nhỏ như que diêm màu tím. Phẩy. Chỗ này là E. Cá ót mặc áo vàng có sọc đen. Phẩy. Cá khoai trong suốt như miếng nước đá. Phẩy. Cá song lực lưỡng. Phẩy. Da đen chuỗi. Phẩy. Cá hồng đỏ như lửa. Bài 5. Tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn trên. Sự vật 1.
cá kim, đặc điểm nhỏ bé, từ so sánh như sự vật hai, que diêm. Cá khoai, đặc điểm trong suốt, từ so sánh từ như sự vật hai, miếng nước đá. Cá hồng, đặc điểm đỏ, từ so sánh như sự vật hai, lửa. Chúng mình chuyển sang tiết 3, tiết 4. Bài 1, đọc 2 đến 3 khổ thơ em đã thuộc. Em thích những câu thơ nào nhất? Chúng mình đọc và chia sẻ với bạn bè, với người thân. Bài 2, tìm các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau trong hai. Trong đoạn thơ dưới đây, sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội, gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng, từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn, năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3 lớp 4, Nguyễn Bùi Vợi. Các từ có nghĩa giống nhau, đó là cười hớn hở, tay bắt mặt mừng, thể hiện niềm vui. Các từ có nghĩa trái ngược nhau, đó là lớn và bé tí teo, năm xưa, giờ. Bài 3, tìm từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây, mới, nhỏ, nhiều. Từ mới đồng nghĩa với mới là mới mẻ, mới toanh. Trái nghĩa với từ mới đó là cũ, cũ kỹ, xưa cũ. Đồng nghĩa với nhỏ là bé. Trái nghĩa với nhỏ là to, lớn. Đồng nghĩa với nhiều, nhiều lắm, lắm. Từ trái nghĩa với nhiều đó là ít. Bài 4, chọn dấu câu thích hợp thay cho ô vuông trong bài thơ dưới đây. Lúa và gió, cua con hỏi mẹ, dưới ánh trăng đêm, cô lúa đang hát, sao bỗng lặng im, đôi mắt lim dim, mẹ cua liền đáp, chú gió đi xa, lúa buồn không hát, theo Phạm Hổ. Vậy có 3 vị trí dấu ô vuông, vị trí nào? 3 vị trí này chúng mình điền dấu nào để cho thích hợp? Cua con hỏi mẹ, dưới ánh trăng đêm, gạch đầu dòng. Cô lúa đang hát, sao bỗng lặng im, hỏi chấm. Đôi mắt lim dim, mẹ cua liền đáp, gạch đầu dòng. Chú gió đi xa, lúa buồn không hát. Dấu gạch ngang này chính là đánh dấu lời thoại. Dấu gạch ngang thứ nhất là để đánh dấu lời thoại của cua con hỏi mẹ. Dấu gạch ngang thứ hai đánh dấu lời thoại của câu trả lời của cua mẹ. Còn cuối câu hỏi viết dấu hỏi chấm. Bài 5, dựa vào tranh dưới đây đặt 4 câu. Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Mỗi loại câu chúng mình đặt 1 câu. Chúng mình quan sát kỹ nội dung từng bức tranh. Trước khi làm bài thì chúng mình cùng ôn lại. Câu kể còn gọi là câu trần thuật, là câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc, hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người. Cuối câu kể phải ghi dấu chấm. Câu kể có các cấu trúc ai làm gì, ai thế nào, ai là gì. Câu hỏi nhằm hỏi về điều chưa biết hoặc là nêu lên quan điểm của mình về hiện tượng, sự vật nhưng chưa chắc chắn. Câu cảm là câu sử dụng
để bộc lộ cảm xúc như vui vẻ, đau xót, phấn khích, ngạc nhiên, vân vân của người nói đối với sự vật hoặc hiện tượng nào đó. Câu khiến là câu cầu khiến, câu mệnh lệnh dùng để yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người nói với người viết với người của người nói người viết với người khác. Bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện yêu cầu của bài 5. Ví dụ, câu kể: em ước mơ được trở thành họa sĩ. Hôm qua em được đi xem biểu diễn ca nhạc. Mẹ tớ là một đầu bếp, vân vân. Chúng mình đặt một câu thôi. Câu hỏi: ví dụ, cô giáo đang làm gì? Cậu có muốn được bay vào vũ trụ không? Cậu có muốn sau này trở thành bác sĩ không? Cậu có muốn sau này trở thành ca sĩ không? Vân vân. Câu cảm: ôi, bạn ấy hát hay quá. Tranh cậu vẽ đẹp, vẽ thật là đẹp. Vân vân. Lưu ý cuối câu cảm chúng mình viết dấu chấm than. Cuối câu hỏi chúng mình viết dấu hỏi chấm. Cuối câu kể viết dấu chấm. Câu khiến: hãy nói cho tớ lý do cậu muốn trở thành bác sĩ. Hãy luyện tập chăm chỉ để có thể hát thật hay nhé. Cuối câu khiến chúng ta viết dấu chấm than. Tiết 5. Bài 1. Đọc câu chuyện dưới đây và thực hiện yêu cầu. Câu chuyện có tên Đường Về. Cậu bé cùng mẹ trở về ngôi nhà cũ. Non xanh đang chuyển mình. Chiếc lá khiêm nhường suốt mùa đông hé mở dần dưới bầu trời. Một cây chuối rừng mọc nghiêng trên vách đá đã vội nở hoa, chẳng cần chờ mùa mới đến. Những bông hoa đỏ lập lòe như những bó đuốc trong hơi sương mờ bao phủ khắp núi non. Sườn núi phía trước có ngôi nhà của mẹ con cậu bé rộng mênh mông. Phía dưới là suối trong veo, phía trên là rừng già và những dãy núi đỏ lởm chởm. Cả xóm chỉ có rải rác hơn 20 nóc nhà. Có chuyện gì, người đứng bên này hú gọi, người đứng bên kia hú đáp trả. Đêm đó, gian nhà bếp của hai mẹ con cậu bé sáng bừng ánh lửa. Những bó đuốc từ mọi ngả đổ về căn nhà nhỏ. Xóm núi đón họ trở về, thân tình biết mấy. Cậu bé sẽ cùng mẹ ở lại trên non cao, nơi có những triền núi thoai thoải, những bông hồng rừng hồn hậu, những nếp nhà thưa thớt, lặng lẽ mà bình yên. Theo Võ Thị Xuân Hà. Chúng mình đọc mục từ ngữ khiêm nhường, có nghĩa là nhường nhịn, không khoe khoang, không tranh giành với người khác. Đá lởm chởm, có nhiều mũi nhọn nhô lên không đều. Hồn hậu, mộc mạc, hiền từ. A. Tìm ý tương ứng với mỗi đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Ý: tình cảm của người dân xóm núi. Cảnh vật trên đường về xóm núi. Cảnh xóm núi. Vậy nội dung của đoạn 1, của ý 1 là gì? Chính là cảnh vật trên đường về xóm núi. Đoạn 2, ý của đoạn 2 là gì? À, đó là cảnh xóm núi. Đoạn 3, đoạn 3 đó là tình cảm người dân xóm núi. Vậy, nội dung của bài đoạn 1, nội dung nói về cảnh vật trên đường về xóm núi. Đoạn 2, miêu tả cảnh xóm núi. Đoạn 3, miêu tả tình cảm người dân xóm núi. B. Em thích cảnh vật nào trong câu chuyện? Vì sao? À, có bạn thích cảnh vật đêm đó gian nhà bếp của hai mẹ con cậu bé sáng bừng ánh lửa.
những bó đuốc từ mọi ngả đổ về căn nhà nhỏ, vì cảnh vật này làm cho em thấy ấm áp. Tuy làng xóm thưa thớt, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau rất chan chứa và gần gũi. Mọi người cùng đến để chào đón hai mẹ con cậu bé trở về. Bài 2. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc. Gợi ý, em lựa chọn cảnh vật trong một bài đọc mà em đã học và dựa vào gợi ý để viết đoạn văn. Bài đọc em đã học là gì? Em nhớ gì về cảnh vật trong bài đọc đó? Em thích những cảnh vật nào trong bài đọc? Cảm xúc của em về những cảnh vật đó. Chúng mình tham khảo bài viết sau. Trong tất cả các bài em đã được học, em thích nhất là bài Mưa, tác giả Trần Tâm. Bài thơ tả cảnh bầu trời trước cơn mưa và khi mưa bắt đầu đổ xuống. Khi bắt đầu chuyển mưa, mây đen lũ lượt kéo về như dấu hiệu báo cơn mưa sắp tới. Mặt trời vội vã chui vào trong mây, làm cả bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Sấm chớp kéo về và những hạt mưa bắt đầu nặng hạt. Cây lá đua nhau, hứng làn nước mát, reo hò nhộn nhịp. Bác gió vui mừng reo ca, lúc trầm, lúc bổng, du dương từng nốt nhạc. Mọi cảnh vật trong thiên nhiên lúc này thật vui nhộn. Qua những hình ảnh đó cũng làm cho em thấy yêu cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình hơn. Bài tham khảo thứ hai, một bài đọc em vô cùng yêu thích, chúng mình bỏ một chữ em đi, là bài Bầu Trời. Bài đọc miêu tả rất chi tiết về bầu trời và tác dụng của bầu trời. Em thích nhất là màu sắc của bầu trời được miêu tả trong bài. Bầu trời thường có màu xanh lơ vào ban ngày, màu đen vào ban đêm. Tùy vào thời tiết mà bầu trời có những màu sắc khác nhau. Khi mặt trời chiếu vào bầu không khí chứa nhiều hơi nước sau cơn mưa thì chúng ta sẽ nhìn thấy bảy sắc cầu vồng rất rực rỡ. Bài đọc còn giúp em thấy được tầm quan trọng của bầu trời đối với con người. Nhờ có bầu trời bao quanh trái đất nên cung cấp không khí được cho con người, cho muôn loài và cây cối. Nếu giữ được bầu trời trong lành là góp phần duy trì sự sống cho con người. Chỗ này là chữ giờ. Vậy chúng mình suy nghĩ, chúng mình viết bài của mình theo suy nghĩ của các con. Bài 3, trao đổi bài làm trong nhóm để góp ý và sửa lỗi, bình chọn các đoạn văn hay. Chúng mình trao đổi với các bạn và góp ý bài cho bạn và bạn góp ý bài cho mình, bình chọn xem đoạn nào hay và chúng mình sửa lại bài nếu thấy ý kiến đóng góp của bạn là hay, là hợp lý đối với bài của mình. Tiết 6, tiết 7. Phần A, đọc câu 1, đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Bài thơ Gió. Gió vừa gõ cửa gọi bé, bé ra đã biến rồi. Thấy rung rinh cành lá, lại trèo me đấy thôi. Gió lúc nào cũng chạy, suốt ngày vội thế à. Lúc nào cũng huýt sáo, lúc nào cũng hát ca. Gió thích chơi trong chóng, cùng bé chơi thả diều, lại giật tung nón bé, gió bông đùa chọc trêu. Ơi gió yêu của bé, còn trẻ hay đã già, lúc rì rầm thủ thỉ, lúc ầm ào thét la. Gió tới đâu bé biết, sao bé nhìn không ra, đặng hấn. Câu hỏi A, nhờ đâu bé nhận ra gió? B, gió trong bài thơ có gì đáng yêu? Chúng mình đọc suy nghĩ để trả lời.
Sau đó quan sát xem suy nghĩ của chúng mình có đúng không. Bé nhận ra gió nhờ việc bé thấy cành lá rung rinh. Gió trong bài thơ có điểm đáng yêu là lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng huýt sáo hát ca, thích chơi trong chóng cùng bé thả diều. Hai, đọc hiểu. Chúng mình đọc bài Chú Sẻ và Bông Hoa Bằng Lăng. Chú sẻ và bông hoa bằng lăng ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay. Có một cây bằng lăng, mùa hoa này bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé thơ. Bạn của cây phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ. Sáng hôm ấy, bé thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh, bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua, trao lại. Sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa trúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. Lập tức sẻ nghe thấy tiếng reo từ trong gian phòng, tràn ngập ánh nắng. Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia? Theo Phạm Hổ. Từ ngữ: bằng lăng, cây thân gỗ, hoa màu tím hồng. Trúc là cúi chúi xuống thấp. Chúng mình trả lời câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu. A. Câu chuyện có những nhân vật nào? Câu chuyện có nhân vật bằng lăng, bé thơ và sẻ non. B. Vì sao mùa hoa này bằng lăng nở hoa mà không vui? A. Vì bằng lăng chỉ nở một bông hoa. Vì bằng lăng, vì hoa nở không đẹp như mùa hoa trước. Vì bé thơ, bạn của bằng lăng phải nằm viện. Đáp án đúng là đáp án thứ 3. Vì bé thơ, bạn của bằng lăng phải nằm viện. Cho nên bằng lăng nở hoa mà không vui. C. Bằng lăng làm gì để thể hiện tình bạn với bé thơ? 1. Bằng lăng, cành bằng lăng ghé sát vào cửa sổ nơi bé nằm. Bằng lăng đợi bé thơ trở về mới nở hoa. Bằng lăng giữ lại bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ về. Đáp án thứ 3 là đáp án đúng. Bằng lăng thể hiện tình bạn với bé thơ bằng cách giữ lại bông hoa cuối cùng, đợi bé thơ ở viện về thì mới nở, để bé thơ được ngắm hoa. D. Khi trở về nhà, vì sao bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua? Bé thơ nghĩ bằng lăng đã qua, mùa hoa bằng lăng đã qua, bông hoa bằng lăng nở cao hơn cửa sổ, nên bé không nhìn thấy nó, nên bé đã nghĩ là đã qua mùa hoa bằng lăng rồi. E. Sẻ non làm gì để giúp bé thơ nhìn thấy bông hoa bằng lăng nở muộn? Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu trả lời. Sẻ non chắp cánh bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua trao lại. Sẻ non cố đứng vững để bông hoa trúc xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. Câu G. Mỗi ý dưới đây phù hợp với đoạn nào trong câu chuyện? Đoạn 1. Từ đầu đến đợi bé thơ. Đoạn 2. Tiếp theo đến đã qua. Đoạn 3. Phần còn lại.
ý. Sẻ non giúp đỡ bằng lăng và bé thơ. Bằng lăng nở hoa mà không vui. Bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua. Chúng mình nối mỗi ý phù hợp với đoạn ở trong câu chuyện. Đoạn 1. Bằng lăng nở hoa mà không vui. Đoạn 2. Bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua. Đoạn 3. Sẻ non giúp hoa bằng lăng và bé thơ. Câu hát. Vì theo em, câu chuyện nói với chúng ta điều gì? Câu chuyện nói với chúng ta là ca ngợi tình cảm đẹp đẽ, cảm động mà bông hoa bằng lăng và sẻ non dành cho bé thơ. Để chúng ta thấy được xung quanh ta có nhiều điều rất tươi đẹp và đáng yêu, đáng quý. Câu Y, tìm trong câu chuyện ba từ ngữ chỉ hoạt động của chú sẻ non. Ví dụ, tập bay, chắp cánh, bay vù, đáp xuống, đứng vững. Có nhiều từ chỉ hoạt động của chú sẻ non, nhưng chúng mình chỉ cần tìm ba từ thôi. Câu K, mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào? Bông hoa bằng lăng đẹp quá. Sao lại có bông hoa bằng lăng nở muộn thế kia? Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Sẻ non hãy giúp bé thơ nhìn thấy bằng lăng nở hoa đi. Bốn câu này, câu nào là câu kể, câu nào là câu hỏi, câu nào là câu cảm và câu nào là câu khiến? Bông hoa bằng lăng đẹp quá. Đây là câu bộc lộ cảm xúc. Chính vì vậy, đây là câu cảm. Sao lại có bông hoa bằng lăng nở muộn thế kia? Đây là câu hỏi. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Đây là câu kể. Sẻ non hãy giúp bé thơ nhìn thấy bằng lăng nở hoa đi. Đây là câu khiến. Chúng mình chuyển sang phần viết. Nghe viết bài gió ba khổ thơ đầu. Khổ thơ thứ nhất, vừa gõ cửa gọi bé, bé ra đã biến rồi, thấy rung rinh cành lá, lại trèo me đấy thôi. Khổ thơ tiếp theo, gió lúc nào cũng chạy, suốt ngày vội thế à, lúc nào cũng huýt sáo, lúc nào cũng hát ca. Gió thích chơi trong chóng, cùng bé chơi thả diều, lại giật tung nón bé, gió bông đùa chọc trêu, đặng hấn. Chúng mình quan sát bài, cách trình bày, sau đó chúng mình luyện viết, hoặc chúng mình có thể nhờ bố mẹ, người thân đọc cho mình để rèn kỹ năng nghe viết. Bài 2, viết đoạn văn về một nhân vật em, nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể. Gợi ý, câu chuyện em đã được nghe kể là gì? Em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện đó? Em thích nhất điều gì ở nhân vật đó? Em có suy nghĩ cảm xúc gì về nhân vật đó? Chúng mình tham khảo bài sau. Em được nghe kể chuyện Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam. Em rất ấn tượng với nhân vật cô bé Hiên. Hiên là một cô bé nhà nghèo, thiếu thốn đủ đường. Mẹ của em làm nghề mò cua bắt ốc nên chẳng đủ tiền may áo mới cho em. Vậy nên dù trời đông rét buốt, em vẫn chỉ mặc có một manh áo tả tơi hở cả lưng và tay. Tuy vậy, nhờ tình thương và sự quan tâm ấm áp của chị em Sơn cùng mẹ của Sơn, cuối cùng Hiên đã có được chiếc áo ấm của mình. Qua nhân vật Hiên, tác giả giúp em cảm nhận được tình ấm áp của con người với nhau trong xã hội. Chỉ cần chúng ta cho đi yêu thương, đùm bọc, san sẻ cho nhau, thì mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Bài tham khảo thứ hai, em rất thích nghe các câu chuyện cổ tích
Tuy được nghe rất nhiều, nhưng em vẫn luôn đặc biệt ấn tượng với câu chuyện Thạch Xanh. Đó thực sự là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Chàng Thạch Xanh tuy sớm mồ côi cha mẹ, phải sống cuộc sống nghèo khổ cô đơn dưới gốc đa, nhưng chưa bao giờ có lòng tham hay suy nghĩ xấu xa cả. Khi học được một thân bản lĩnh tài giỏi, chàng đã dùng nó để diệt ác giúp dân, chứ không dùng nó để mưu hại người khác. Tấm lòng nhân hậu đức độ của chàng khiến em nể phục vô cùng. Hình ảnh chàng Thạch Xanh quên mình chiến đấu với Chăn Tinh, Đại Bàng Tinh để cứu người, không mong chờ hồi đáp gì luôn, là bức tượng vàng chói lọi. Chàng ấy thực sự là một người anh hùng vĩ đại. Dù sau này được biết đến thêm nhiều người anh hùng khác, vẫn không có ai thay thế được Thạch Xanh trong lòng em. Chúng mình suy nghĩ và chúng mình viết bài theo sự suy nghĩ sáng tạo của mình. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan, để cô Lan sẽ làm nhiều video hơn nữa cho chúng mình học. Chúng mình bấm tên bài học, sau đó bấm chữ cô Lan Hải Bối là thấy video của cô. Hoặc chúng mình vào trang YouTube cô Lan Hải Bối, chúng mình bấm tên bài học là chúng mình cũng tìm thấy ngay. Và trong trang của cô đã lập nhiều danh sách phát, lập nhiều bộ video ở trong danh sách phát. Chúng mình có thể chọn bộ video toán, tiếng Việt, đề thi học kỳ, luyện chữ đẹp, vân vân, để chúng mình học. Xin chào và hẹn gặp lại.